Em tên là Vũ. Em thái tay. Em thái tay. Anh đồ lúc lạnh thì thái máy được chưa? Bố tươi này thái cho vào máy nó đứt lập đôi ngay. Tươi, ngon, rẻ là ba từ chính xác nhất để mô tả về quán này. Trong túi thật sự cuối tháng chỉ còn hơn 100 cành mà bọn bạn cứ đòi đi ăn lẩu bò. Thôi thì mình chịu khó đi xa một tí để ăn vừa rẻ vừa ngon vậy. Mặc dù quán này ở khu Tây Hồ lại còn mở đêm cơ mà giá rất là ngã cây. Đây, nguyên một nồi lẩu toàn thịt là thịt như này chỉ có 300 cành. Ai sức ăn khỏe thì 2 người, còn sức ăn vừa thì 3 người vô tư. Có là rẻ không ạ? Mà hình như đây cũng là hàng lẩu bò nồi đất theo kiểu Sài Gòn đầu tiên có ở Hà Nội thì phải. Topping sẵn trong nồi có đuôi bò, nạm, gấu, mà bò viên, rẻ sườn, tiết, đậu hũ cùng rau, nấm mì bên ngoài. Lúc đầu ba đứa mình cứ sợ thiếu nên gọi thêm mấy đĩa thịt, xong cuối cùng chẳng hết, thừa phí. Nước lẩu rất hợp miệng mình luôn nhá, ngọt ngọt đậm đà, khá giống nước dùng phở nhưng có thêm gia vị thuốc bắc nên thơm. Sốt chấm ngoài chao thì quán cũng làm thêm cả tương bần để chiều lòng khẩu vị ngoài này nè. Mà bò chấm chao hay tương bần thì mình thấy đều ngon, đều hợp. Mỗi tội quán bớt sửa lời dùng với thái miếng gầu bò đã to lại còn dày như 3 miếng gộp lại thế này thì ăn có bị mỏi mồm quá không ạ? Hơi chê mỗi gầu tí thôi, còn nạm với bò viên thì rất mê. Thả vắt mì trứng vào ăn cái tầm buổi đêm vừa đói vừa lạnh, quá là suýt xoa. Nói chung quán này mình thấy hợp với cả team học sinh, sinh viên, dân văn phòng thích ăn kiểu đường phố vỉa hè. Lẩu bò Amo địa chỉ 52 Đặng Thái Mai, ngay đoạn ngã ba Đặng Thái Mai giao với Quảng An, nằm cạnh bể bơi Sao Mai. Còn nếu mọi người vẫn không thấy quán thì lên trang lẩu bò Amo để hỏi đường nhé.